nhỉ. Ôi trời ơi. Mặt trước cuối xin. Ô lại siêu Việt. Ôi trong cái khó đây là lắm cái khôn các bạn ạ. Trong cái may nó lại có cái rủi. À nhầm. Trong cái rủi nó lại có cái may. Khó hiểu sấy kiểu này. Hay da. Chúng mấy con lính. Toàn xảy ra đấy, không biết cái gì xảy ra nữa. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời. Anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù sai lầm dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa. Anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tim bạn đang bị ép buộc vào cái tình huống giao tranh của tim mình. Lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em và em mới điều anh đang biết ra đằng sau nó. Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan và em mới điều anh biết là nỗi nhớ tới bài lúc em rời xa chốn đây em giận anh và em mới điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em. Và em ơi yêu anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trong cây bao bông hoa trên đời. Ui.
cái sấy này. Người nào xinh hơn em. Giờ dòng hợp lý này. Vì anh yêu tròn đôi mắt này, yêu tròn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Ui sấy này. Ôi sấy dâu sướng thế, mỗi tội phải được bảo kê với giữ vị trí được tốt các bạn mới sấy được. Mình vẫn còn liềm. Bảo kê tận răng thì nay nhắn cái gì bây giờ cướp rừng làm sao được không? Red nó còn đấy. Cô chủ kia. Ôi chủ kia. Chết rồi, hai thằng mải đi cướp mất chủ. Đạo diễn cho nhà bé thôi à? Đủ bé chưa? Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi xa sao. Dù xa lâu dù xa sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết bằng nhau hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Trời ơi, hết mà em vẫn sấy được, vẫn sấy hết rất nhiệt tình các bạn ạ. Tôi đã tìm ra con bài leo danh hiệu quả rồi. Tôi đã tìm ra con bài leo danh hiệu quả đấy rồi. Ta mày chơi mày luôn, ta mày chơi nhau luôn. Thằng em nó nhỏ chứ. Mic cho gần cái, ok nghe thấy chưa? Nghe thấy gì chưa? Hay là do cái mic của mình nó kiểu nó bẩn quá rồi, bụng nó che hết cái lô nói rồi đấy. Ôi trận đấu này chưa gặp cái thằng như Euron này phát nào. Nhìn này, phát này chung quanh. Đấy. Uầy, một sấy nửa cây. Đi đu chỉ cần đi theo mình thôi, đừng đi theo ai nữa. Đi theo mình thôi. Đi theo mình thôi. Đi theo mình thôi. Anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh ôi, thằng này nó biến về điêu nhỉ? Này, yêu tròn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Trụ là trên hết các bạn ạ, nhìn này, team đánh nhau đúng không? Mình chơi AD là mình cứ tập trung lấy trụ ở trên hết. Kệ chúng nó. Những cái điều khác không quan trọng. Em còn liếm anh ơi. Ôi tè, không thèm. Nó đoán đẩy ghê đấy nhở. Trời ơi. Trời ơi là trời trụ né. Uầy, ông này ông làm sao ông cứ máu chiến ra man.
chơi kiểu việc chơi kiểu bách đó thế này. Tí nó không kịp biến về luôn. Thắng đúng ai được một game.